Đấy, thấy không? Đấy. Và sau đó thì mình sẽ kích vào đây. Sau đó mình tải xuống thôi. Đây này, kích tải xuống đây này. Đấy, kích tải xuống. Đấy, kích tải xuống. Anh em thấy là tôi đã ghép hình này đúng không? Đấy. Đấy, thay mặt mình vào đây đúng không? Thì cái hình này là hình người sói đúng không? Mình có thể thay mặt mình vào đây này. Đấy, trông giống phết đấy đúng không? Đấy, thay mặt vào người sắt này. Đấy. Mấy cái này tôi đưa lên trên kênh trên Facebook của tôi rồi đấy. Nếu mà bạn nào theo dõi Facebook là đều nhìn thấy cái hình này rồi, đúng không? Đấy. Các bạn thấy không? Đấy, cái này là avatar. Đấy, mình có thể cho mặt mình vào đây. Đấy, cho mặt mình vào đây. Đấy. Thực ra ấy, thì để làm được cái việc này ấy, nó không hề khó. Cái quan trọng nhất là mình hiểu được cái công cụ và hiểu được cái tư duy là mình có thể làm được. Thế bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhé. Thì cái bí kíp ở đây ấy, là các bạn phải vào một cái trang web. Trang web đấy nó có tên là SIAD. À, để tôi viết cho nó to lên đây nhé. Đây này. Cái trang là SIAD.AI. À, chính là trang này. Để tôi cho copy vào đây nhé. Cho nó to lên tí này. Thế khi mà chúng ta vào cái trang này thì nó sẽ kiểu kiểu nó như này. Đấy, kiểu kiểu như này. Và bây giờ các bạn sẽ cần phải login nó vào. Login nó vào nhé. Login nó vào. Thế thì để mà login nó vào ấy thì các bạn chỉ cần là có một cái tài khoản Gmail đây. Thế các bạn đăng nhập sẵn cái tài khoản Gmail vào. Đấy, xong kích vào login này. Đấy thì nó sẽ hỏi là ở đây nó sẽ hiện ra là có chữ Google này. Đấy Google này. Thấy chưa? Rồi. Và các bạn kích vào Google một cái để mình có thể đăng nhập. Đấy nó hỏi là chọn tài khoản này đúng không? Đấy thì tôi sẽ dùng cái tài khoản của tôi đúng không? Dùng tài khoản của tôi này. Tôi kích vào đây một cái. Đấy, thì nó sẽ đăng nhập vào trong cái trang web này. Và lúc này thì chúng ta có thể sử dụng được nó. Đấy. Thế thì cái này các bạn có thể ở đây thì nó sẽ có cái phần miễn phí và cái phần trả phí. Thế thì cái tài khoản này là cái tài khoản mà tôi đã trả phí rồi thì cái trả phí nó mất mấy chục đô một tháng ấy. Thế còn các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái phần mà miễn phí nhé. Thế bây giờ tôi sẽ đăng đăng nhập vào cái phần miễn phí này cho các bạn, cho nó giống các bạn này. Đấy. Cái phần trả phí thì nó nhiều cái credit hơn, tức là có nhiều cái điểm hơn ấy, thì mình dùng cái đấy thì mình có thể làm được nhiều những cái thứ hay ho hơn, nó dài hơn. Đấy. Thế còn các bạn dùng miễn phí cũng được, dùng miễn phí để đổi ảnh nếu ước là dùng miễn phí tốt. Đấy, mình dùng cái CS này nhá. C.AI nhá. Alo alo các bạn ơi, các bạn có theo được không nhỉ? Anh em theo được đánh số 1 tới cái xem nào. Số 1. Đấy. Rồi, tốt rồi. Đấy. Đơn giản có mỗi vậy thôi, vào nhá. Thế thì khi mà đây này. Khi mà các bạn đăng ký, khi mà cái tài khoản kia của tôi là cái tài khoản cũ của tôi rồi. Thế còn đây là tài khoản mới này. Khi vào tài khoản mới này thì nó sẽ hỏi mình là mình cái tên của mình là gì thì mình cho nickname của mình vào. Đấy. Thế sau đó là nó hỏi mình quan tâm đến cái gì thì mình kích vào cái gì được, không không quá quan tâm đúng không? Và cuối cùng là mình cần phải confirm này, confirm là mình nhiều hơn 18 tuổi này. Đấy. Đấy, chỉ có thế thôi, rất đơn giản, mình kích vào đây. Thế sau đó mình kích là start using. Đấy. Mình chờ một lúc, đấy và sau đó thì nó hỏi mình cái này mình có thể đóng lại nhá. Đóng này lại này. Đấy. Rồi, thế thì đầu tiên là tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra mấy cái hình kiểu như này. Đâu. Đây. Mình sẽ tạo ra mấy cái hình kiểu kiểu như này nhá. Đấy. Thế thì muốn tạo ra cái hình kiểu như này thì các bạn sẽ cần phải có cái ảnh của mình, cái ảnh mặt của mình này. Đấy, lấy cái máy ảnh ra chụp cái ảnh mặt của mình lại là được. Đây. Ví dụ ở đây chẳng hạn nhé, thì tôi chọn sẵn cái ảnh của tôi đây rồi. Đây, tôi lấy cái ảnh này, đấy, tôi lấy cái ảnh này của tôi đây này. Đấy. Sau đó thì mình sẽ kích vào cái chỗ này nhá, ở trên phía trên này này. Đấy, nó trên này này, nó có chữ Ship AI này, nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Ship AI nhá. Đấy. Các bạn kích vào đây một cái. Đấy. Thì nó sẽ ra một cái trang như thế này. Và trong này nó có rất là nhiều các tính năng khác nhau thì các bạn có thể mày mò thêm nhá. Thế nhưng mà cái mà chúng ta muốn
làm ấy nó chính là cái này này. Đấy. Nó là face AI face swap. Thế thì về sau này nếu mà giả sử như là cái phần mềm này nó không còn nữa, hoặc là nó thu phí, bây giờ nó đang miễn phí nhé. Đấy, một ngày nó cho chúng ta khoảng 15 điểm gì đấy. Thế thì mình dùng hết 15 điểm thì mình chờ đến ngày hôm sau, à không, 150 điểm. Mình chờ đến ngày hôm sau thì nó lại cho 150 điểm nữa, thì mình cứ thế mình dùng thôi. Đấy. Thế thì trong tương lai nếu mà giả sử như là các bạn muốn tìm các cái phần mềm khác nhé, thì chúng ta dùng đúng từ khóa này. Face này, đấy, từ từ face này chính là cái mặt đấy. Đấy, tôi cho to nhé. Đấy. Face swap này. Đấy, thì các bạn dùng đúng cái từ khóa này thì có thể tìm ra được các cái phần mềm khác nó có cái tính năng tương tự nhé. Đấy. Thế thì các bạn kích vào đây. Đấy. Kích vào đây thì bây giờ lúc này các bạn mới ở đây nó hỏi là có thông báo hay không thì chúng ta có thể tắt đi nhá. Đấy. Thế thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây này. Nó có video và image. Video tức là mình có thể gọi là xử lý với video đấy, tức là mình có hình ảnh một cái nhân vật, sau đó thì mình có thể thay mặt mình vào cái nhân vật đấy. Đấy là video. Thế còn image là ảnh. Đấy thì mình có thể kích vào đây để thay ảnh. Đấy. À cái này là cái thay mặt. Thay mặt thì thôi làm thay mặt trước nhá, sau đó thì làm avatar sau, quên mất đấy. Tôi đang định hướng dẫn các bạn làm avatar nhưng thôi, nhân tiện chỗ này mình là thay mặt thì tôi sẽ hướng dẫn luôn cái thay mặt. Thế thì thay mặt thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ xử lý đối với hình ảnh nhá. Nên mình kích vào cái image này này. Các bạn kích vào đây nhá. Kích image, image là ảnh đấy. Đấy, và sau đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây có cái custom template này này. Đấy. Thế thì mình có thể lấy một cái ảnh của một cái nhân vật khác, sau đó mình upload nó lên đây. Sau đó mình thay mặt mình vào. Đấy. Hoặc là không, chúng ta có thể lấy cái hình ảnh ở chính ở đây này, ở chính đây này. Đấy, ví dụ như đây chẳng hạn nhá. Mình có thể thay cái mặt mặt mình vào đây. Đấy. Giả sử như là mình lấy cái hình ảnh cái Superman này chẳng hạn nhé. Thế các bạn kích vào đây một cái này. Đấy. Thì nó cái hình ảnh nó sẽ hiện ra đây. Sau đó thì các bạn sẽ nhìn ở bên này này. Nó có một cái nó gọi là Select Face này. Đúng không? Đấy. Mặt đấy. Đúng không? Thế mình kích vào đây này. Sau đó thì các bạn sẽ chọn đến cái nơi mà các bạn chứa cái hình ảnh của mình ấy. Đấy. Tôi kích vào đây nhá. Open này. Đấy, chúng ta chờ một lúc bắt đầu nó load ảnh lên đây đúng không? Thế sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục các bạn kích vào đây một cái, kích vào chỗ này một cái đấy. Thế thì có phải là cái hình mặt mình nó vào đây đúng không? Và như này đúng không? Và các bạn nhìn thấy ở đây này, đấy, generate estimate là cost bằng 3, tức là mình mỗi lần mà mình tạo ra một cái ảnh đấy thì nó sẽ trừ 3 điểm của mình đi đúng không? Thế điểm là chỗ nào? Chúng ta sẽ kích vào cái chỗ này này, các bạn nhìn thấy này. Đấy mỗi ngày chúng ta có 150 điểm đúng không? 150 điểm. Thế thì nó sẽ trừ dần. Thế 150 điểm này nếu mà chúng ta tạo ảnh ấy thì nó tốn ít lắm. Thế còn nếu chúng ta làm video thì nó mới tốn nhiều rồi. Đấy, tí nữa chúng ta làm video. Bây giờ chúng ta làm ảnh đã nhá. Đấy. Thế thì bây giờ các bạn sẽ kích vào generate này. Kích vào generate này. Đấy. Nếu mà bạn nào mà không theo kịp nhá thì tí nữa xem lại video này là được. Đấy, không không quá lo lắng. Đấy các bạn thấy không? Đấy, mình làm như vậy là mình đã tạo ra được cái hình mặt mình đây rồi đúng không? Ok không anh em ơi? Ok không nhỉ? Ok không nhỉ? Ok không nhỉ? Ok đánh chữ ok đấy xem nào. Rồi. Và bây giờ một bạn hỏi tôi là làm sao để tải xuống đúng không? Muốn tải xuống đây này, các bạn nhìn thấy này. Đấy nó có mũi tên này ở chỗ này này. Đấy. Các bạn kích vào đây một cái. Kích vào đây một cái. Thế thì lập tức nó sẽ tải xuống máy của mình thôi. Tải thì nó sẽ tải xuống cái phần gọi là gì nhỉ? Phần download ấy. Đấy, để nó tải xuống này. Thế mình có thể xem lại này. Đấy, đúng không? Thế thì các bạn sẽ lấy cái này để đăng lên trên kênh YouTube đúng không? Hoặc đăng lên trên Facebook của mình đúng không? Đấy, rất là tiện, rất là đẹp. Đấy. Đấy là chúng ta có thể sử dụng cái hình có sẵn ở đây nhá. Nó có rất là nhiều này, rất là nhiều này. Nếu các bạn nữ thì có thể thay vào các cô nữ này. Các bạn nam thì có thể thay hình vào các cái diễn viên nam này, đúng không? Rồi thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn có thể tải một cái hình ảnh của một cái nhân vật nào đó mà mình thích. Đấy. Thế thì để mà làm được cái việc đấy nhá, thì các bạn sẽ cần phải refresh lại cái trang web này. Chúng ta kích refresh này. Kích refresh ở trên này này. Nó có cái... Đấy.
nó có cái refresh ở trên này nhé. Đấy, refresh lại, đúng không? Đổi lại. Và tiếp tục chúng ta chọn image này, chọn hình ảnh này, đúng không? Đấy. Và sau đó mình chọn cái custom template này. Đấy. Sau đó mình đưa một cái hình của mình lên đây. Ví dụ mình đưa cái hình ảnh mà người sói lên chẳng hạn nhé. Đúng không? Cho vào đây này. Đấy. Chúng ta chờ một lúc thì nó sẽ tải lên và nó sẽ đưa vào đây. Rồi. Đấy, hình ảnh người sói đúng không? Và bây giờ mình sẽ thay mặt mình vào đây. Đúng không? Bằng cách là cái mặt của mình nó vẫn ở đây sẵn rồi. Thế mình sẽ kích vào đây một cái. Đấy. Đúng không? Sau đó các bạn kích vào Generate này. Đấy, cái này mất có 3 điểm đấy. Đấy. Rất là ít thôi. Kích vào đây một cái. Thì chúng ta chờ một lúc. Đấy. Đấy, như vậy là mình đã có cái hình ảnh người sói là chính là bản thân mình rồi, đúng không? Đấy. Sau đó mình tải xuống. Đấy, mình tải xuống là mình đã có cái ảnh đấy rồi. Rồi, đấy là cái cách chúng ta thay đổi cái ảnh nhé, thay 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 mặt ở trên ảnh. Đấy, các bạn nữ thì làm với lại các diễn viên nữ này thì trông rất là tuyệt vời rồi, đúng không? Đấy. Rồi. Và trong trường hợp mà ví dụ như là trên kênh Facebook của tôi ấy, thỉnh thoảng các bạn nhìn thấy có một số các cái ảnh ấy, ảnh mà tôi thay vào ấy trông nó rất là đẹp, thì chẳng qua là mình lấy được những cái ảnh đẹp đấy. Sau đó thì mình chỉ cần cái mặt của mình thôi, sau đó mình dùng cái mặt của mình thay vào đấy. Đấy, như vậy là được. Rồi đấy là đối với hình ảnh. Ok ông anh em ơi, ok ông anh em ơi, ok đánh chữ ok cái này tôi đi tiếp sang phần video này. Ok không nhỉ? Ok. Đánh chữ ok, đánh chữ ok. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta hiểu về cái tư duy của mình nhé. Hiểu về cái tư duy để làm cái việc đấy. Thế thì anh em mà tạo ra được cái hình ảnh hay ho thì khi đăng lên Facebook thì nhớ nhớ tag tôi vào với nhé. Để tôi xem cho anh em trình độ anh em như nào. Mọi người biết Facebook của tôi chưa? Facebook của tôi là Vũ Duy Kiên. Mọi người lên Facebook tìm Vũ Duy Kiên là đấy nhé. Rồi đấy là đối với hình ảnh nhé, để anh em thấy đẹp chuyên nghiệp đúng không? Tiếp theo là video thì đơn giản thôi, mình lại tiếp tục mình kích sang cái phần video này. Đấy, kích sang video này. Và video này thì cũng chúng ta cũng có hai cách. Một là các bạn có thể sử dụng các cái video sẵn có ở đây này. Đấy. Hoặc là các bạn có thể tải video lên. Đấy, cũng tải video lên và sau đó làm tương tự. Đấy, bây giờ tôi sẽ refresh lại cái trang này nhé, để cho nó mất cái này đi này. Đấy, các bạn nhớ nhé, phải refresh đi. Đấy, và các bạn thấy là ở trên cái Facebook của tôi này có cái phần mà tôi đóng vai người nhện này, hoặc là cái anh chàng mà trông rất là đô vật này này, đúng không? Đấy, người nhện nhá. Thế giả sử như tôi kích vào đây một cái kích vào cái người nhện này một cái này đấy, các bạn thấy không? Đấy, thì cái người nhện này nó hiện lên đây rồi. Và nếu mà chúng ta tạo cái video này với lại cái anh người nhện này thì chúng ta mất 36 điểm, 36 điểm nhiều hơn so với kia rất nhiều. Thì các bạn nhìn đấy, đang trèo 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 này, đúng không? Đấy. Thì tương tự như vậy, thì cái mặt của chúng ta có sẵn ở đây rồi. Thế thì các bạn sẽ kích vào đây. Các bạn kích vào cái mặt của mình này một cái này. Kích vào cái chỗ này nhé. Đấy, kích vào đây này. Đấy, kích vào đây một cái. Thế thì có phải là nó sẽ hiện lên trên này không? Và lúc này mình sẽ thay mặt mình vào cái hình ảnh cái anh chàng này. Đấy, chúng ta kích kích vào Generate nhé. Và dành là lên này. Kích vào Generate và chúng ta chờ một lúc thì video nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Các bạn chờ một chút nhé. Đấy, 40% rồi. Thế thì máy tính của các bạn nó nhanh rồi thì cái tốc độ đường truyền nó nhanh ấy, thì nó mới tạo ra nhanh, chứ còn không thì sẽ tốn nó tương tốn tương đối nhiều thời gian. Đấy, các bạn thấy không? Tức là mình quan trọng nhất là không phải là đôi khi các bạn thấy là nó trông nó rất là đấy, nó báo là cái server nó bị lỗi đấy. Trong trường hợp nó bị lỗi, nó thông báo lỗi như vậy thì mình tạo lại nhé. Đấy, các bạn thấy là nó đang làm dở thì nó bị sự cố, nó lỗi đấy, chúng ta lại làm lại thôi. Thì mình kích lại này. Đấy, tôi vừa làm nó bị lỗi và tôi lại kích vào đấy và tôi lại làm lại. Đấy, thử xem có được không. Rồi, như vậy là đã được 100%. Chúng ta chờ một chút, chờ một chút. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, nó thay mặt của tôi vào đây rồi đấy. Anh em thấy giống nhỉ?
Hay ông, hay ông, ông đánh hay, đánh chữ hay gái, hay 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 ông đánh chữ hay gái. Có hay không nhỉ? Có hay không nhỉ? Đấy, bí kíp đây, bí mật đây, bí mật đây. Bí mật rất là đơn giản đúng không? Quá là hay đúng không? Anh em khác thấy hay không, đánh chữ hay cái thế xem nào, dạy bao nhiêu thứ. Rồi đấy, thế thì tương tự như vậy thì mình có cái đây này, có cái tải xuống đây này, tải xuống này. Tiếp theo này chúng ta kích vào cái ship AI này đấy, để sang bên này này đấy, cái mà tôi hay nghịch, tôi làm cái port gọi là gì nhỉ, thay đổi avatar, nó chính là cái này đấy, chả giấu gì anh em cả, nó chính là cái này, rất là đơn giản thôi. Đấy. Ngoài ra ở đây nó có những cái thứ khác nhá, anh em có thể kích vào đây, sau đó mình có thể gọi là nghịch ngợm tí đúng không? Thế nhưng mà cái này là cái hay này, đấy, portion này, mình kích vào đây một cái nhá. Đấy. Thế thì nó sẽ có ra rất là nhiều các cái hình ảnh khác nhau. Đấy, mình hoàn toàn có thể dùng những cái này để thay mặt này. Đấy, một số bạn mà mà theo dõi kênh Facebook của tôi ấy, đấy, đúng không? Facebook thì thấy có hôm tôi thay hình là đứa trẻ con ấy, thì mình thay mặt mình vào đứa trẻ con này. Đấy, hoặc là thay mặt vào các cái doanh nhân này đấy, xong đó đấy, để mà tìm nhá thì anh em có thể lên trên này này nhìn thấy này, đấy, Chris Mert này, Chris các thứ này, Man này đúng không, nếu anh em là nam giới thì kích vào Man này đúng không, hoặc là Photo các thứ này đấy, rất là nhiều thứ này, Fairy Tale này, Halloween này, Chinese Style này, tức là kiểu Trung Quốc này đấy. Thế thì giả sử như là anh em là nam giới đúng không, mình sẽ kích vào Man này đấy, thấy không, đấy, những cái hình ảnh như này. Đấy, cái hình ảnh mà cao bồi đây này, đấy, chính là cái này tôi làm đây này. Thế bây giờ anh em kích vào đây một cái nhé. Đấy. Understand. Đấy. Mình kích vào đây một cái này. Đấy, try it nhé. Đấy, kích vào đây một cái, try it này. Các bạn nữ thì là chọn nhân vật nữ, còn nam chọn nhân vật nam. Đấy. Thế sau đó mình sẽ kích vào chữ upload face này. Đúng không? Đấy. Rồi cho cái hình ảnh mặt mình lên. Đúng không? Lấy cái điện thoại chụp cái hình ảnh của mình. Hoặc lấy cái ảnh thẻ của mình được. Đúng không? Đấy. Sau đó kích vào generate này, cái này mất 12 điểm nhé, kích vào đây một cái này. Đấy, chờ một tí thì nó sẽ tạo ra cái hình ảnh. Chờ tí nhá. Đấy, thấy không? Đấy. Và sau đó thì mình sẽ kích vào đây. Sau đó mình tải xuống thôi, đây này, kích tải xuống đây này. Đấy, kích tải xuống. Đấy, kích tải xuống này. Đấy, tải được một cái này. Đấy, kích tải cái thứ hai này. Đấy, kích tải cái thứ ba này. Rồi, kích tải cái thứ tư này. Đấy. Rồi. Đấy là những cái thứ hay ho nhất mà tôi muốn chia sẻ với anh em. Rồi hy vọng là từ mai trở đi là anh em trên Facebook của anh em có rất là nhiều các cái hình ảnh rất là thú vị đúng không? Để làm cho những người khác vô cùng ngạc nhiên, bởi vì là mình có những cái hình ảnh mà nó khác biệt như vậy đúng không? Để rất là đẹp. Để đẹp và chuyên nghiệp hơn hẳn so với lại các cái phần mềm khác. Thực tế là để mà có thể biến đổi hình ảnh như này, các bạn có thể sử dụng đúng cái từ khóa đấy, sau đó lên cái kho kho ứng dụng của điện thoại ấy. Nếu mà bạn nào dùng iPhone thì dùng vào vào app App Store, còn bạn nào mà dùng dùng điện thoại Android ấy, thì có thể vào CH Play ấy. Đấy, sau đó mình dùng cái từ khóa đấy tìm thì rất nhiều. Thế nhưng mà nói thật ra là cái chất lượng nó không cao lắm, và hai nữa là nó quảng cáo rất là nhiều. Và nếu mà chúng ta muốn dùng tốt thì chúng ta phải trả phí đúng không? Nhưng cái này thì lại hoàn toàn miễn phí. Hoàn toàn miễn phí, mỗi ngày chúng ta được 150 điểm cơ mà. Đây. Tôi dùng loằng ngoằng rất là nhiều mà vẫn còn 60 điểm nữa. Đấy, 60 điểm nữa, thoải mái dùng. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.